Con có bao nhiêu từ để nói vậy? Rồi xong. Sao con xui vậy con gái? Có hai từ để nói lúc cần thiết mà cũng hắt hơi bay luôn. Phí lên Smith là 20 từ nha cháu. Rồi cháu có mua vé lại để đến trường không? Bây giờ 20 từ cũng không có để mua vé đi xe buýt đến trường hả Nhi? Trời ơi. Ê tụi bay, con Nhi nó xu lắm. Không còn từ để trả phí đi xe buýt luôn. Nay chạy bộ đến trường ná thở, nực cười chết. Nhìn cậu ta tội ghê, ngồi đến hình nhìn mọi người nói. Chắc cậu ta thèm nói lắm ha. Đáng thương quá, đáng thương quá đi thôi. Nhi, cậu đừng có bận tâm đám em mai chọc ghẹo. Mỗi năm chúng ta sẽ nhận được một số từ ngẫu nhiên. Yên tâm, tới còn cho năm sau, cậu có thật nhiều từ để nói và sử dụng hén. À, này Nhi, cho tôi biết cái cảm giác mà phải nín thinh suốt ngày này qua ngày nọ sẽ phải như thế nào đi. Muốn biết á thì cho tụi này hết từ của cậu có đi. Ở đó mà bắt nạt người khác. Rồi một ngày Nhi cậu ấy sẽ trở thành người giàu có số từ nhất trên thế giới. Thật tội nghiệp cho con gái tôi. Không lẽ cuộc đời nó xui xẻo, chỉ vỏn vẹn vài từ để nói cho một năm thôi sao? Ý, con Nhi nó nghèo nhất trường á bay. Chả xứng đáng học chung với bọn mình. Mà tớ thắc mắc ghê á, không hiểu sao nó chịu nổi được phải câm suốt vậy. Chúc mừng sinh nhật con gái. Hy vọng con sẽ nhận được số từ thật nhiều. Hello Nhi. Ai nói vậy? Nhi, con lại lãng phí 3 từ có được trong năm nay nữa rồi. Ngươi sẽ sớm biết ta là ai thôi. Ok, sao số từ con nhảy liên tục thế? Con không biết nữa mẹ. Ý, số tiền nhiều vậy, gia đình ta sẽ trả nợ hết luôn, vui quá. Mẹ ơi, nó lại thay đổi nữa rồi. Lạ vậy ta, giờ nó lại biến mất hết rồi, mẹ chưa thấy điều này bao giờ. Mọi người ơi, nãy tớ thấy Nhi cậu ấy đứng nói chuyện với mẹ cậu ấy. Số tiền của cậu ấy thay đổi liên tục, từ 10 triệu, xong xuống 500 ngàn, xong mất hết, kỳ lạ chưa? Biết sao không, ông trời không chịu nổi những cú đánh rắm thối kinh hoàng của nó, cho nên chiều nó đấy. Nhi, mẹ có ý này hay nè. Mẹ ơi, con đã có số tiền trở lại. Nhanh đưa nó cho mẹ giữ, trước khi nó biến mất. Khi tất cả số tiền biến mất, lúc nào con cần thì nói mẹ, đưa cho dùng nhé. Hay đó mẹ ơi. Hôm nay có ai xung phong trả bài đầu tiên không? Cái lớp này chả có tinh thần học tập. Thôi Nhi lên đầu tiên trả bài nhé. Em lại không có số từ để nói sao? Thầy riết không biết em học hành như thế nào. Hôm nay điểm kiểm tra miệng không điểm nhé. Dạ con về rồi mẹ. Nhi, số từ con lại xuất hiện kìa. Không hiểu nổi nữa mẹ ơi. Nó lúc có lúc không à. Đừng nói cho mẹ ngay, trước khi nó biến mất. Dạ. Tớ mới sắm đôi giày xịn sò nè, xem không. Wow, wow, đẹp thiệt đó. Tớ đã phải xếp hàng cả ngày mới có được nó đó. Cậu lại hết từ để nói rồi sao? Nhi, còn ổn không? Số từ lại mất hết nữa rồi hả? Mẹ tính hỏi con là có số từ ở đó thì đưa cho mẹ giữ. Mà xui quá. Tớ thắc mắc không biết kẻ đã cho cậu số từ khủng và sau đó lấy lại nó. Cứ liên tục như vậy. Ai mà có khả năng kỳ lạ hay vậy ta? Tội nghiệp Nhi, em cứ phải mãi im lặng như thế. Khó chịu nhờ. Hãy chọn ngay đi Nhi.
lấy hết tất cả số từ của mọi người trên thế giới sao? Này, cấm cậu làm điều tồi tệ đó nghe chưa? Cậu mà hành động hồ đồ, bọn này sẽ giết cậu đấy. Thế giới bình yên khi mọi người im lặng như vậy có phải tốt hơn không? Vậy ra, cậu thích nói gì với tớ sao? Ok, cậu cho tớ nhiều từ vậy sao? Trong đời tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có nhiều từ để dùng như vậy luôn á. Tuyệt quá. Cậu có là bạn thân của tớ, muốn bao nhiêu từ tớ cũng cho được hết á. Nhưng mà đừng có phản bội tớ như đám Emma là được. Tất nhiên. Mẹ có về rồi đây. Cô quên gửi mẹ tớ. Ôi trời, không thể tin được. Sao con lại có số từ vô hạn thế? Mẹ đang không hiểu tại sao. Mẹ đang tám chuyện điện thoại với bạn, thế là mất hết từ. Mẹ và bạn mẹ không thể nói được nữa luôn. Mẹ nhìn số từ vô hạn của con nè. Có lẽ là ông trời thương con nên cho con là người thống trị số từ, có thể cho hoặc lấy số từ của bất kỳ người nào. Ôi trời trời. Wow, cháu muốn mua căn biệt thự. Để cháu cho chú ít từ. Cảm ơn cháu, căn này 45 triệu từ nha. Cháu lấy nó. Với bò thêm cho chú 3 triệu từ. Làm giấy tờ gấp giúp cháu nha. Ok cháu nha. Thầy ơi, thầy khỏe không? Để em cho thầy ít từ để nói. Oh my god Nhi, sao em lại có khả năng này? Không lẽ bây giờ em là người quyết định số từ của mọi người? Em là người cai trị số từ hả? Em biết cái gì đâu. Ê, tớ ghét con gì ghê á. Sao nó là người cai trị số từ được vậy? Nói nhỏ thôi con này. Muốn nói cho cầm không? Các cậu còn nói xấu tớ thêm một lần nào nữa là cầm mãi mãi nhé. Hôm nay chúng ta chào đón người cai trị số từ vĩ đại là em Nhi. Vỗ tay chúc mừng em ấy nào các em. Vì đã trở thành người có quyền cao nhất, em ký vào hợp đồng này để chắc chắn mỗi tháng em gửi số từ hợp lệ cho mọi người dùng nha. Dạ không thành vấn đề ạ. Cảm ơn em đã nhường quyền cai trị cho hiệu trưởng nha. Sao? Em muốn nói gì? Thầy làm gì em vậy? Em đang là người... Em còn bé lắm nhóc, không làm được đâu. Để thầy làm hộ em nhé. Người cai trị lõ tới kìa. Bây giờ cậu ta mới là người cầm mãi mãi. Hồi trước dọa tụi này à. Sợ quá, sợ quá. Nhi, theo thầy được biết em lại không có từ để nói. Như vậy không học được đâu. Em về nhà đi nhé. Về đi, không nói năng được. Học hành cái gì? Xin lỗi em. Em không thể tiếp tục đến trường trong tình trạng này nữa. Bắt đầu từ ngày mai, em không còn tên trong danh sách nhà trường. Em tìm một ngôi trường phù hợp hơn nhé. Nhi, đi theo mẹ tới đây. Mẹ có quen một người bạn làm ở phòng thí nghiệm, có thể giúp. Nhưng họ chỉ giúp cho con mỗi tháng có 30 từ để nói được thôi. Ok rồi đó, con có 30 từ dùng cho một tháng nha. Tuy hơi ít nhưng có còn hơn không. Dùng cẩn thận nhé. Con cảm ơn cô Sarah nha. Hiệu trưởng, em có chuyện muốn nói. Sao em nói được vậy? Em nói được rồi, cho em đi học tiếp nha. Chắc chắn em dùng chiêu trò gì rồi. Tôi không có chấp nhận lời đề nghị của em. Về đi. Cháu nói chuyện với bà một lát được không? Dạ, cháu còn ít từ lắm nên bà cứ nói. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Bà đã sống cô độc mười mấy năm nay, không ai nói chuyện. Cháu là cô bé tốt bụng. Bà có món quà tặng cho cháu. Oh my god, không thể tin được. Con yêu, ổn không? Ôi trời, đâu ra con có số từ nhiều đến thế? Vậy tại vì con sống tốt nên được trời thương á mẹ. Con bé này kỳ lạ nhỉ. Thôi con đi học đi, bye bye mẹ. Mọi người mua ủng hộ ông bé số với. Cậu đứng đó nhìn làm gì Nhi? Có đủ từ đâu mà mua. Biến chỗ khác, tớ mua cho. Dạ cháu mua ạ. Chúc cháu may mắn. Chết thánh rồi. Chết
chúc mừng cháu gái. Cái quái gì vậy? Ê, tụi bay, hai con gì, nó hên lắm, chơi sổ số trúng thưởng trúng 1 triệu từ đó. Con này ăn may vậy trời. Nhi, con em nó đồn hết cả trường, sao cậu không nói cho tớ là cậu đã trúng số từ nhiều đến như vậy? Tớ không có muốn nói nhiều, bây giờ tớ sống ẩn rồi, ai nói, ai làm gì làm. Con gái, mẹ mới mua vé số, cho con một tờ nè, cà thử xem may mắn không. Mua vé số. Ừ, thử đi. Không thể tin được. Mẹ con mình giàu to rồi con gái. Nghe nói em may mắn lắm đúng không Nhi? Đúng rồi đó thầy, cậu ấy trúng số liên tục 2 lần rồi đó. Thầy cho em một tờ, thử xem lần này có còn vận may nữa không. Nhi, coi chừng thầy hiệu trưởng lừa cậu nữa đó. Oh my god, cậu ấy hên quá mọi người ơi. Chúng ta 100 triệu kìa. Em trúng nữa rồi. Nhi, nói thiệt với tớ đi, cậu đã có chiêu trò gì mà trúng số miết vậy? Làm gì có, bản thân tớ còn không biết, may mắn cả thôi. Này nhóc, có muốn chơi một trò chơi đổi đời không? Nhóc cho một trong hai hộp này. Ở trong mấy cái hộp này có cái gì vậy ạ? Một hộp sẽ thực hiện được một điều ước mà cháu muốn. Hộp còn lại sẽ lấy hết tất cả số từ của cháu đang có. Nhi, đừng dạy gì chơi nha, không biết được là hên hay xui đâu. Cháu muốn thử chứ. Nhi, sao rồi? Bình tĩnh, chắc chắn nó chọn muốn làm đâu. Nếu vậy, cậu đã ước gì? Tớ chỉ ước là người giàu số từ nhất thế giới thôi. Ôi không! Nhi! Mẹ ơi, bắt đầu từ ngày mai, mẹ không cần đi làm nữa, mẹ nghỉ làm đi. Hả? Con gái, con bị sao vậy? Thì ra, sao con có nhiều từ quá vậy? Bây giờ con là tỷ phú rồi, cho mẹ một ít sắm sữa nè. Ôi, cảm ơn con yêu nhiều. Nhi, cậu cho tớ một ít từ với. Thoải mái về ra à. Cảm ơn cậu nha, đã quá. Con chúng nó ghét chưa kìa. Sao Nhi nó ăn may dữ vậy trời? Nhân phẩm của cậu ấy tốt thì xứng đáng bớt thắc mắc linh tinh. Mấy cậu bớt bàn tán về tớ đi, rảnh rỗi xin ông nổi hả? Chào buổi sáng con gái, hôm nay là ngày con tốt nghiệp rồi, vui chứ? Dạ vui lắm mẹ, cuối cùng cũng đã học xong. Chào cô gái. Ai nói vậy? Cái giọng này quen lắm, người muốn gì hả? Ta là ác quỷ, khôn hồn thì nghe theo lời ta. Nếu không, ngươi sẽ mất hết số từ đang có. Chứ? Ngươi dọa ta sao? Trước giờ, vận may và sự thay đổi số từ của ngươi là do ta đấy. Bây giờ thì giết người vừa mới nói chuyện với ngươi xong. Nếu muốn bảo toàn số từ đang có. Đừng có mơ. Good. Nah, don't try it. You can't feed me lies, won't buy it. Question everything, tell them nah, don't try it. Yeah, but you're moving like some sidekick. But you're moving like some waste man. Trying to impress me, won't like it. Be yourself, man, please don't try it. Really, why do they always